ờ mình uh, xin chào các bạn nha thì cũng khá lâu rồi mình mới uh, lại ngồi đây giải đáp cho các bạn một số những thắc mắc mà vừa qua có bạn gửi vào trong uh, kênh của mình thì um, nó thẳng vào vấn đề luôn là bạn này hỏi thế này anh ơi uh, em mới biết chạy xe công tay thì nên mua xe nào giữa winner và exeter cái vấn đề này á, thì mình biết cũng có nhiều bạn đang phân vân và bạn này chỉ phân vân là mới biết chạy xe công tay nên chọn xe nào đã có rất nhiều người sẽ quan tâm là ở xe nào trang bị nhiều hơn chạy máy bốc hơn rồi êm hơn rồi đầm hơn thì bạn này đã quan tâm vấn đề là mới với chạy xe công tay thì nên chọn xe nào à, mình xin nói thêm xíu thế này một khi mà đã mới biết chạy rồi thì xe nào cũng sẽ khó hết quan trọng á với những người mà đã có cái khiếu có khiếu nha thì tập mau lắm thậm chí là một ngày hai ngày là đã có thể chạy được nhưng với những bạn mà không có khiếu á, thì một vài tháng là chuyện bình thường một vài tháng luôn mà vẫn tắt máy À, cái vấn đề đó có đúng không có không tại vì à, thấy vậy chứ mà các bạn á, nếu mà hiểu á, hiểu á, thì rất là nhanh mà đã không hiểu rồi mà không có khiếu á, thì rất là lâu ha cái vấn đề này nè thì mình xin nói thêm xíu thế này với chiếc winner mà ngay từ lúc mà đang dừng tại chỗ rồi thả côn lên ga Nếu mà chạy á, thì nó dễ hơn Exeter à, nó khó tắt hơn ha nhưng mà khi đã chạy được rồi đã lên ga chạy rồi á vào số từng bước số mình xử lý á thì winner này nó lại khó hơn là exciter nó rất là khó tại vì sao tại vì các bước số của nó tương đối giật nó giật ha còn với chiếc exciter 155 á từ lúc mà đang dừng buông côn nếu mà chạy á thì nó lại khó hơn là winner khi mà các bạn buông côn với chiếc exciter á cái côn hành trình nó rất là ngắn cho nên là ngay khi các bạn vừa buông nhẹ thôi là nó đang rồi mà không khéo nhất là những bạn mới bắt đầu biết chạy á, cứ buông ra là, là tắt máy cứ buông ra tắt máy mình cam đoan chắc chắn luôn ha còn winner thì hành trình côn nó xa hơn cho nên là nếu các bạn nào mới biết chạy á thì mình nên chỉnh côn đây nè cho nó có một cái độ gơ độ gơ mình có thể để lọt một ngón con, con tay cái được đó các bạn mình ví dụ thế này ha nè đó thế này là vẫn cắt nè còn chiếc winner đó, ha hành trình côn nó ngắn lắm các bạn mà chỉnh thế này á thì có khả năng ngoài này là nó hết gơ nè hết cái độ rơ cho nên là bóp chặt cắt côn mà vừa nhích nhẹ thôi là nó đã ăn rồi chính, chính vì cái nhích nhẹ đó cho nên các bạn vừa buông côn ra mà ga chưa lên kịp là nó tắt máy liền đó còn chiếc winner này cái lợi thế của nó là các bạn có hành trình xa xa nè các bạn buông từ 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 nè ha rồi các bạn mới lên ga thì trong thời gian buông từ từ đó ra nó vẫn chưa bắt côn thì ga mình đã lên kịp rồi thì nó sẽ đi luôn thậm chí là các bạn không cần lên ga cứ buông côn vào số 1 buông côn cho nó trôi nó vừa cho đi rồi mình buông hẳn côn ra mình lên ra chạy luôn cũng được cho nên á cái gì cũng có cái khó hết winner này từ lúc đang dừng tại chỗ mà bắt đầu chạy thì nó dễ nhưng mà khi các bạn biết không chạy rồi phải không vô số 1 rồi bắt đầu qua số 2 nè nó cứ giật 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 nó rất là nhạy ha bước số của nó đó các bạn cái này là do honda người ta làm như thế thôi nó giật và nhất là chạy trong đường đông mà phải về số và lên số nó giật khó chạy lắm còn chiếc tơ đó khi mà các bạn đã chạy bắt đầu chạy rồi thì từng bước số của nó rất là mượt mà nó không giật ha nó đầm thấm hơn nhiều đầm thấm không có nghĩa là nó không bóc nha các bạn thằng này nè nó giật nhưng mà nó giật vậy thôi chưa chắc nó bóc hơn thằng kia thằng kia nó có bốn cái bản đồ đánh lửa thì khi mà các bạn mà lên ra từ từ thì cái map đánh lửa nó sẽ chuyển qua cái map từ từ cho các bạn còn các bạn vặn ra là nó hiểu ngay là các bạn muốn tăng tốc là nó chuyển qua cái map tăng tốc cho các bạn liền nó là cái bốn bản đồ đánh lửa đó các bạn rất là hay cho nên á, Exeter nếu các bạn mà đã bắt đầu buông cô mà chạy được rồi á thì lại xử lý dễ hơn là winner cho nên mình không biết là khuyên bạn nên mua xe nào xe nào cũng có cái khó hết chỉ một lời khuyên duy nhất là các bạn chịu khó tập thôi và tập ở đây á là phải chịu khó đi vào những cái đoạn đường mà nó hơi đông đông chút xíu vậy đó mà các bạn mau biết chạy còn mà các bạn cứ thích chạy đường thẳng mà vắng tanh luôn đó ha lâu lắm lâu biết chạy lắm tại vì các bạn cứ lên ga chạy luôn tuồn như vậy mình không cảm nhận được cái lực máy không cảm nhận được là ừ số 1 đi tốc độ bao nhiêu số 2 tốc độ bao nhiêu và số 3 ba bao nhiêu rồi số 4 á, chạy chậm tới bao nhiêu là nó sẽ khử kh 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 tắc tắt máy ví dụ vậy cho nên mình đi đường đông á, thì nó sẽ mau với chạy hơn là mình đi đường vắng đi đường vắng là lâu với chạy lắm chạy được nhưng mà rất là rất là lâu gành yêu nó là gành đó các bạn cái ngày đầu tiên mà mình chạy một chiếc xe côn tay là hồi đó mình nhớ là mình nông khoảng 10 19 20 khoảng đó là mình mua một chiếc FX mà của Trung Quốc, thời đó là xe FX mới ra mắt luôn, của Trung Quốc nha nhưng mà rất là hot. Tại vì FX Nhật á thời điểm đó đang đang mà đang hot mà. Thì các bạn biết không, khi mà mình mua về á khi mình mua á thì mình không chưa từ chạy công ta lần nào luôn. Thì các bạn nhân viên có hướng dẫn cho mình là anh cứ ừ, buông côn ra là phải lên ga, anh buông côn là không lên ga là nó tắt. Chỉ nói đơn giản vậy thôi. Vậy mà mình cầm chạy về tới nhà luôn các bạn biết không? giờ tới nhà rồi mừng vô cùng mình sợ nó tắt máy mình mừng vô cùng luôn nhưng mà vì mình đam mê bởi vậy mình nói là chỉ có đam mê thì mới giúp mình chạy được xe con tay thế này còn mà nó không đam mê rồi á rất là dễ nản với nó khó chạy vào chợ cũng khó mỏi tay đủ thứ hết nhưng mà đam mê thì lại những cái khó đó là mình làm cho mình thích ha về tới nhà rồi là bắt đầu hôm sau mà lấy ra là tắt máy liên tục khi đó cái đường mình ở là con hẻm nhỏ thế này và nó gặp gờn rất là khó chạy nha nó lên xuống thế này tắt từ trong nhà mình ra tới đầu hẻm thôi mà tắt ba bốn lần nhưng mà nhờ như vậy đó các bạn mà mình là rất mau biết chạy đó rồi là mình chạy luôn ha đông người chạy pha pha luôn rất là nhanh giờ mình cảm nhận được à sau này mình hiểu rồi hiểu rồi tức là cứ buông côn á buông càng nhiều thì ga phải càng nhiều mình buông côn ra mình không lên ga thì cái máy nó gị không nổi là nó sẽ làm cho tắt máy đó thành thử ra phải buông côn ra là mình phải có ga cho nó thì nó mới có sức nó đi à, từ từ mình hiểu ra được rồi từ từ hiểu được là tại sao mà số 4 mà đi chậm á gà côn vô chút xíu là dễ chạy thời điểm đó mình vẫn chạy gà côn nha cho đến bây giờ nè mình thấy rất nhiều bạn vẫn gà côn chạy hôm trước mình chạy thấy một bạn chạy chiếc uh, uh 150 nha mình nghe cách chạy thôi là biết đang gà côn rồi tức là đi ga lớn bà đang chạy chậm nha mà lại đi ga lớn xíu là mình biết cảnh này vậy nè số 5, số 6 gì đó, số 5, số 4, số 5 gì đó không xuống số mà cứ thế để chạy luôn thì gà côn nhẹ nhẹ thế này là ăn gian mình chạy luôn được nhưng mà chạy cái đó là rất là hại hại cho cái máy đó bây giờ quay trở lại với hai xe này thì mình không biết thực sự là khuyên bạn nên mua xe nào tại xe nào cũng có khó hết chiếc winner này chạy thì nó giật nó khó chạy đó nhưng mà vào đường kẹt xe nha các bạn có thể là không cần lên ga buông côn ra là nó đi buông côn ra là nó đi còn cần dừng lại thì bóp thắng đó các cô cái việc đó thì lại dễ hơn Nhưng mà chữ Exeter á Như mình đang đi Winner quen rồi phải không Qua Exeter thậm chí mình còn bị tắt máy đó các bạn Mình quên Tại côn này nó xa hơn nè à. Mình vừa buông côn Vừa buông côn chưa kịp đánh giá là thằng kia nó tắt máy rồi Nó nhạy quá Tại côn nó rất là rất là nhạy Nhưng mà Chỉnh côn nhạy như thế á, thì đề ba nó sẽ đã hơn thì với những bạn mà mới mới chạy xe công tay á thì nên chỉnh côn cho nó có độ rơi như lại mình nói cho nó có độ rơ xíu khi mà các bạn đã ch chạy gành rồi á thì mình có thể chỉnh thế nào cũng được là tùy ha ngoài này có độ gơ ở trong này nó phải cắt hết và nếu các bạn mới mới chạy thì nên chỉnh cái độ gơ trong này luôn trong sách hướng dẫn sử dụng của honda cũng có chỉ cách mình chỉnh cái côn của xe này người ta cũng kêu là trong này là phải có hơn độ gơ nè ngoài này cũng có độ gơ nè cả hai trong ngoài đều có độ gơ hết thì nó mới an toàn còn khi các bạn đã gành rồi thì các bạn có thể chỉnh nè cắt bóp hết cỡ luôn nè cắt nè mà ngay khi các bạn vừa nhích nhẹ ra thôi là nó đã bắt liền như vậy thì đề ba đã hơn nhưng mà nó lại khó chạy hơn với những bạn mới mới chạy đó nha là nó hơi khó chạy hơn tại vì các bạn vừa buông nhẹ thôi chưa kịp lên ga nữa là nó đã tắt máy rồi với thằng này thì khó tắt máy hơn tại vì nó có cái garanti tự động nó tự động nha garanti xe này chỉnh không được thằng kia thì chỉnh được xe này là chỉnh không được tại vì nó tự động và nó có cái chế độ là nó À, hỗ trợ ngay khi vừa hết từ vừa bực là can ti nó tự động nó đẩy lên cho mình cho nên là nó nó hay hơn ở chỗ đó nhưng mà thực sự khi mà chạy á, mà vào đường hơi đông đông mà phải về số lên số về số á, cái việc đó nó lại khó làm hơn chiếc exciter exciter thứ nhất là nó mượt thứ hai là số nó nhẹ ha côn nó cũng nhẹ hơn này luôn côn nó gần hơn luôn đó rồi một bạn hỏi thế này là cho em hỏi là Exeter 155 có đầm không? À, nó có bệnh lắc tay lái không anh? Cái bệnh lắc tay lái này rất nhiều người nói rồi. Mình nghĩ là chắc có lẽ là mình may mắn xe mình không bị. Chứ mình thấy nhiều người nói rồi, có lẽ nó có. Thì mình không biết lý do tại sao nhưng mà sự thật là xe mình không bị. Rồi nó à, nếu còn nếu có đi xa có mỏi tay không anh? Có an toàn không? Mình nói thiệt luôn mình không cảm với các bạn lắm tại vì chuẩn bị mua một chiếc xe mà mà đã nghe lời ra tiếng vào rất là nhiều với hai dòng xe này cho nên là băn khoăn là chuyện bình thường mà nói thiệt nếu mà đánh giá cái độ đầm nếu phải chọn mình vẫn cho hàng này điểm cao hơn winner điểm cao hơn nhưng mà sự chênh lệch nó không nhiều đâu các bạn winner này nè các bạn ví dụ nha mình ví dụ như các bạn khi đi trên một con một con sóng trên biển nó có sóng thì các bạn đi chiếc tàu to nặng nó sẽ đầm hơn các bạn đi chiếc tàu nhỏ đúng không chiếc tàu nhỏ nó sẽ bị sóng đánh bọc bền còn chiếc tàu lớn thì nó chẻ sóng nó đi luôn thì nó sẽ đầm hơn thì đó winner là phải này nó khác nhau chút xíu trên là chút xíu thôi nói như vậy không phải là Exeter nó không đầm nó vẫn đầm nhưng mà chấm điểm thì thằng này vẫn nhỉnh hơn nó nhỉnh hơn thôi các bạn các bạn biết không chiếc winner là các bạn chạy nó nó chắc các bạn nó cho mình cái cảm giác là nó nó chắc xe nè nó giống như cục sắt vậy đó nó chắc xe nè và nó đầm thật sự đầm đó còn Exeter nó cũng đầm có điều là nó không bằng nó không bằng thôi là do dàn chân nó yếu nè đó và cái trọng tâm xe Winner này Honda thiết kế là mình ngồi thẳng hơn cho nên khi các bạn ngồi lái nó cho mình cảm giác nó rất là thoải mái nhưng mà nó không cho mình được cái cái cảm giác thể thao như là Exeter thì thích xe nào mình chọn xe đó thôi chứ mà nếu mà nói tới đầm thực ra nó không chênh lệch nhiều nếu mà nói tới đầm thực sự nếu mà so với chiếc BCS thì hai cái này thua xa nhưng tại sao mình vẫn thích nó mình vẫn thích chạy với nó tại vì thực sự là nó nó thua đó nhưng mà nó không quá quá nhiều đến mức độ mà à, làm cho mình khó chịu vẫn đi bình thường thôi cả hai xe này mình đi cho đốc hết rồi thậm chí là mình đi lúc một lúc cả hai xe luôn à, hôm trước mình đi winner phải không chỉ hai ngày sau thôi mình nhớ cái đó là như chỉ hai ngày thôi là mình đi exeter đều đi ba người thì cảm giác mệt mỏi yêu như nhau hết xe nào cũng cho mình mệt à, chạy tới đó thôi vô nghỉ xíu ha chạy tới đó nghỉ xíu rồi đi về đó cũng ê mông vậy yên xe nào ngồi cũng ê mông hết các bạn những dòng xe này thì không thể nào đòi hỏi nó không ê xe nào cũng ê hết nếu có chăng nó chỉ là trên chút xíu thôi rồi nó có bền không bền chứ kiểu đều là xe nhật đều là xe nhật thì xe nào cũng bền nhưng mà cũng nếu mà bắt bình phải đánh giá trên lệch thì mình vẫn đánh giá cao honda nó bền hơn là xe yamaha mình vẫn đánh giá nó cao hơn mặc dù là nó không nhiều nhưng mà nó sẽ bền hơn yamaha cái này hôm nay mình nói luôn ha đó có mỏi tay không anh mỏi xe nào cũng mỏi hết thậm chí chiếc winner nè mình đi á, nó cái chân mà phía bên tay phải á cái chân mà bên cái cần cần nạp thắng đó các bạn nó tê nó tê nha nó tê nhiều hơn bên tay trái bên nào cũng tê nhưng mà bên tay phải nó tê nhiều hơn đặc biệt các bạn chạy khoảng chừng 100 số 6 thôi đi khoảng chừng 100 100 100 lẻ là mình thấy nó tê nhiều tê bên chân phải đó các bạn tê đó còn chiếc Exeter không tê nha Exeter là không tê chân nha Các bạn đi số 5, 100 còn chưa thấy gì nữa Đừng nói chi số 6 Nó tại nó mượt quá Còn chiếc Winner này số 6 lên 100 thôi là bắt đầu thấy nó hơi hơi tê đó Hơi gần rồi đó Đó Thì với những bạn mà thực sự mà thích Tiếng bô nhỏ nè Tiếng máy nhỏ nè Đi êm ấm nè Đó mượt mà nè Thì Exeter nên chọn Exeter đi Còn thích tiếng bô lực Uy lực thích tiếng máy nó gầm gú chút xíu thì winner đầm hơn chút xíu thì winner đó mình á, mình không hơn thua hãng nào không dìm hẳn nào thực sự là mình đi nhiều với hai xe này rồi ha từ từ mình thấy càng ngày mình càng thấy nó có sự phân định rõ ràng giữa hai cái dòng này mà đi xe nào mình cũng thích hết nó thật sự là như vậy đi xe nào cũng thích hết nhưng mà để ngồi đi đường xa thực sự á, thì xe này nó sẽ đỡ hơn một chút xíu thôi chỉ là một chín một mười thôi các bạn tại tư thế ngồi nó hơi gì nè còn Exeter thì nó hơi tròn hơn chút xíu vậy nè, nó cho mình cái cảm giác thể thao hơn chút, đó. Như vậy thôi. Còn nữa, còn rất là nhiều những cái mà comment vào và yêu cầu mình là um, giải đáp mà mình chưa có thời gian không rày thì mình đi, mình đi uh, quay liên tục, đi quay báo giá, đi review xe. Hôm nay là mình dành chọn cả ngày ở nhà để nghỉ ngơi. Thật tế có nghỉ ngơi đâu, ở nhà lao hết ba chiếc xe chiếc đó chiếc này và chiếc bcs đúng ra xe này là mình phải rửa luôn rồi nè xe mình hổng gài ở nhà mình đó, khúc đường mình là nó ngập nước sông lớn ngập lộ bình địa luôn là đi nó sình dữ lắm mà mình chỉ ăn gian là mình chỉ có lao chùi thôi đó không có thời gian để rửa mà nếu đã rửa rồi á là phải chạy một vòng cho nó khô mà bây giờ rửa xong mà lấy ra chạy một vòng sình nữa liền tại đường nó ngập Đang bị ngập luôn nước nước sông lớn ngập luôn đó các bạn rất là lớn và hôm gài mình vệ sinh cái bố đĩa rồi đi là nó hết kêu nha các bạn hết kêu luôn thắng rất là ăn vệ sinh xong cái bố thắng là các bạn thấy nó thắng nó khác liền thắng cho mình cảm giác nó ăn hơn liền các bạn thắng trước và thắng sau luôn và thắng sau đặc biệt không còn kêu nữa à, hôm trước khi mình vệ sinh đó nha mình thắng gần người ta là người ta giật mình luôn tại nó kêu két 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 vậy đó rất khó chịu sau khi vệ sinh xui rồi là hết luôn và hy vọng bây giờ những cái giáp giả đáp của mình đó, giúp bạn có thể phân định được là nên mua xe nào thích xe nào và xe nào dễ chạy hơn xe nào khó chạy hơn thực ra thì xe nào cũng khó và xe nào cũng dễ ăn thua là mình thôi ha rồi mình sẽ kết thúc video này ở đây có đây là mình vào mình post luôn bây giờ cũng gần 8 giờ rồi rồi xin chào các bạn nha